Hôm nay em test cho anh chị cái máy Mitico nhé. Tăng dần này, giảm dần này, nâng dốc dần này, giảm dốc dần này. Đấy. Nâng dốc tối đa là 15 độ. Tốc độ tối đa 16 km/h. Đổ dốc. Đổ dốc đang rất cao nhé. Có thể tăng dốc từ từ đây cũng được. Hoặc là tăng tốc độ từ từ đây cũng được. Giảm tốc độ từ từ đây. Đầy đủ chức năng. Trên này tích hợp cái đầu rung massage này. Tăng giảm ở đây nhé. Tăng giảm tùy chỉnh ở đây. Tắt. Nó theo một cái vòng công tắc tròn. Giống như cái bóng đèn mình bật lên xong nó sáng dần từ từ lên.